Ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thánh Phêrô. Thánh sử Marco chấm dứt phần thứ nhất của Phúc Âm với một tuyệt đỉnh thắng lợi. Sau khi ghi lại nhiều sự hồ nghi, hiểu lầm và chống đối Đức Giêsu, giờ đây Phêrô tuyên xưng đức tin rằng Thầy là Đấng Thiên Sai. Đó là một trong những giây phút huy hoàng của cuộc đời Thánh Phêrô kể từ ngày Ngài được kêu gọi ở biển Galilê để trở thành kẻ lưới người. Tân ước rõ ràng cho thấy Phêrô là vị lãnh đạo các tông đồ, được Đức Giêsu chọn với một tương giao đặc biệt. Cùng với Giacôbê và Gioan, Phêrô được đặc ân chứng kiến sự biến hình, sự sống lại của một đứa trẻ đã chết và sự thống khổ trong vườn cây dầu. Ngài được sai đi với Gioan để chuẩn bị cho lễ vượt qua trước khi Đức Giêsu từ trần. Tên của Ngài luôn luôn đứng đầu các chị tông đồ. Phêrô là người duy nhất được Đức Giêsu phán: Này Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Bởi thế, Thầy bảo thật với anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Anh cầm buộc gì dưới đất, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Anh tháo cởi điều gì dưới đất, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Nhưng các chi tiết xác thực của Phúc Âm cho thấy các thánh sử không xu nịnh Phêrô. Hiển nhiên, Ngài là một người biết giao tế, và đó là sự an ủi lớn lao cho chúng ta khi thấy Phêrô cũng có những yếu đuối con người ngay cả trước mặt Đức Giêsu. Phêrô đã độ lượng hy sinh mọi sự, tuy nhiên Ngài vẫn có thể hỏi một câu thật nông cạn như trẻ con: chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Ngài phải chịu sự tức giận vô cùng của Đức Kitô khi chống đối ý tưởng của Đấng Thiên Sai đau khổ. Satan, hãy lui ra sau ta, anh cản lối ta. Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Phêrô sẵn sàng chấp nhận lý thuyết về sự tha thứ của Đức Giêsu, nhưng dường như chỉ trong giới hạn 7 lần. Ngài đi trên mặt nước khi vẫn tin, nhưng bị chìm khi hồ nghi. Ngài không để Đức Giêsu rửa chân cho mình, nhưng lại muốn toàn thân được sạch. Ngài thề không khi nào chối Chúa trong bữa tiệc ly, và sau đó lại thề với người tớ gái là Ngài không hề biết người. Ngài trung thành chống lại sự bắt giữ Đức Giêsu bằng cách chém đứt tay tên mang khô, nhưng sau cùng Ngài lẩn trốn với các tông đồ khác. Trong sự phiền muộn vô cùng, Đức Giêsu đã nhìn đến Ngài và tha thứ cho Ngài, và Phêrô đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Thánh Phaolô. Nếu giả như có nhà truyền giáo Hoa Kỳ kêu gọi phải chấp nhận chủ nghĩa Marxist chứ đừng tôn trọng hiến pháp, thì phản ứng tức giận sẽ giúp chúng ta hiểu cuộc đời của Thánh Phaolô hơn khi Ngài bắt đầu rao giảng là chỉ có Đức Kitô mới cứu chuộc được chúng ta. Ngài từng là người Pharisêu hơn ai hết, trung thành với luật Môsê hơn ai hết. Nhưng bây giờ, bỗng dưng, Ngài xuất hiện trước các người Do Thái như một người lạc giáo của dân ngoại, một kẻ phản bội và chối đạo. Tâm điểm đức tin của Phaolô thật đơn giản và tuyệt đối. Chỉ Thiên Chúa mới có thể cứu chuộc nhân loại, không một nỗ lực nào của con người, ngay cả việc tuân giữ lề luật cặn kẽ cũng không thể tạo nên công trạng để chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa như của lễ đền tội và đền đáp các ơn sủng. Để được cứu chuộc khỏi tội lỗi, khỏi sự dữ và cái chết, nhân loại phải triệt để mở lòng cho quyền năng cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Phaolô không bao giờ mất đi sự yêu quý dòng dõi Do Thái của Ngài. Mặc dù
Ngài tranh luận nhiều với họ về sự vô dụng của luật mà không có Đức Kitô. Ngài nhắc nhở cho dân ngoại rằng họ được tháp nhập vào tổ tiên của người Do Thái, là những người được Chúa chọn, là con cái của lời đã hứa. Vào ngày 29 tháng 6, chúng ta tưởng nhớ sự tử đạo của hai vị tông đồ. Ngày tháng này có từ năm 258, dưới thời bách hại của Valerian, khi các tín hữu tìm lấy xác của hai ngài để khỏi rơi vào tay kẻ bách hại. Kinh Thánh không ghi lại cái chết của Thánh Phêrô và Phaolô hoặc bất cứ vị tông đồ nào ngoại trừ Thánh Giacôbê, con ông Giê-đê-bê. Nhưng qua các bài đọc và truyền thuyết có từ thời giáo hội tiên khởi, các ngài đã tử đạo ở Roma dưới thời hoàng đế Nero và được chôn cất ở đây. Là một công dân Roma, có lẽ Thánh Phaolô bị chặt đầu, còn Thánh Phêrô được biết ngài bị treo ngược đầu trên thập giá. Ngày nay, lịch sử và khoa khảo cổ đều chứng minh Thánh Phêrô đã sống cuối đời và chết tại La Mã. Phần mộ chôn dưới lòng đền thờ Thánh Phêrô từ năm 1939 đến năm 1949, các nhà khảo cổ đã tìm kiếm và đi đến kết quả trong một lời tuyên bố của Đức Pius XII rằng Phêrô đã được tìm thấy